Rồi, Dũng của Đất Phú Yên xin chào hết tất cả nhà anh em đam mê chim cu ghế. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bôi thổ nha anh em, bọc hậu. Gọi là hàng đây là vừa, nói chung là bảo dưỡng và bảo chi là nuôi rất là kỹ nha anh em. Chưa cho vào cái lồng bội riêng đâu. Đó, còn mấy tháng rồi nha anh em, nhưng mà vẫn nuôi cho nó, chủ yếu là nuôi con chim này cho nó quen nhà rồi nó ghé và nó chơi, nó ăn uống tốt là được rồi, còn không nôn nha anh em. Vì hàng đây là rất đặc biệt, nhưng mà mình mới sửa lại cái kênh mới á, là Dũng Cu Phú Yên á, thì mình đăng lên cho anh em nào. Thứ nhất là anh em nào vào xem cái kênh của mình là hộp trước Dũng của Đất á, anh em đăng ký với mình, bấm cái mình đăng ký lại để mình đăng những con chim nào mà hợp ý anh em có thể biết trước nha anh em. Thì quay vô văn đơ con cu này nè, đây là một con thổ chân đi đó của mấy anh em là bác tại Ma Khối nha anh em, gọi là buôn Ma Khối đó. Nói chung là bác con này là đâu giờ chiều mà gặp, nghĩa là ăn cơm trưa rồi nghỉ trưa là qua đâu giờ chiều mà gặp, là cho tới sầm tối luôn. Cuối cùng là một con mồi thổ, mồi thổ đó là mình đã bán qua Đắk Lắk rồi. Con chim đó là bà bán cho một thằng em tên Vũ đã bán mấy chục chai rồi nha anh em. Thì là bác con này nè, thì hôm nay mình cũng không giấu giếm đăng lên cho anh em xem. Thì nó là thổ mọc gục, và ở ngôi thì nói chung đa số là cửa là gù, cửa là khống là chính, rồi nhập vào tàn là chỉ biết gù thôi nha anh em. Nói chung là từ đầu giờ chiều mà cho tới chiều sầm tối luôn. Và cái tên cái buôn đó bác nó cũng nghe cũng ớn nha anh em, là anh em nhìn nhận nè, nó là đứng gù lưng ngọt bự, cặp mắt nó thì thôi anh em nhìn, nói chung âm giọng nó thì thôi khôi bang nha anh em. Đây là mũi nè anh em, là mũi to trống, cặp mắt đỏ ngầu thôi, nó bay cờ nó nha anh em, không quan trọng. Còn nó không khác gì một con bồ câu nha anh em, đây to dài gồm buông nhỏ, đóng đóng cái vàng lông quy nè anh em. Và cặp chân nó thì nói chung như một điều thuốc vậy anh em à, hai bên nhơn ác. Anh em xem này, xem cặp chân nó nè, còn nó đứng trong cái lông nè anh em à, cái bộ ngực nó nè, khi lên mồi rồi á nó thấy trong rừng rồi hết nha anh em. Thì con này mình quay trong cái clip này xong là ngày mai mình sẽ cho nó vào trong cái lồng nuôi rồi tu éo lại, rồi sẽ tập móc lên một xuống ngồi cây rồi mình nuôi lại nha em, chứ không cho nó trong cái chuồng trống đấy nữa. Còn cá nhiều con nó ở ngồi rừng nó càng á, nó cứng gù, nó gù lâu bắt được, nhiều lúc mình về mình nuôi không chú ý nó bò ăn nha em, nó tổng miết thôi chết luôn ạ. Thì con đây là vừa nuôi rất là kỹ. Ôi, anh em coi cái chi quam nè, nó đứng lúc nào cũng chung một gối nha nè, mình ít thấy cái chân đỡ đỡ, mình cố gắng mình sẽ quay cho anh em xem cái cặp chân đó. Đây anh em thấy cặp chân chưa, xem cặp chân này đỏ tím luôn. Rồi mình nói với nó như đó thôi, anh em nào nhìn mà thấy hợp nhãn nó anh em cứ alo mình sẽ giao lưu quay lại qua kênh mới, rồi mình sẽ giao lưu cho anh em làm kỷ niệm. Mình qua kênh mới rồi nhưng mình vẫn giữ cái mã số nha anh em. Lúc trước mình định mình làm lại là từ đầu, từ một cho đầu cho lên, nhưng mà
mình sẽ không có đỡ vậy, vì những anh em mua mình đã lưu mã số và tên riêng rồi, nên là tiếp nối theo là mình vẫn giữ cái trang mình 1000 mấy, rồi là mình cứ đăng lên mã số 1000 mấy trở lên để nó không có nhầm những anh em mua mình đã lưu tên nha nè. Rồi anh em nào xem hết video đây thì bấm cái đăng ký lại cho mình một tí nha. Rồi chào anh em.